nhận hàng bom 350.000 được VinApp chạy tận đít đến bạn trên nền tảng TikTok Shop. Nhưng dân Linh về Shopee. Alo, dạ em xuống liền. Vẫn là chị đấy đúng không? Không, chị này có tóc mái mà, chị đấy làm gì có tóc mái. Nhưng mà cái giọng này quen lắm. Đơn đầu tiên là Omega Automatic Watch. Ôi, lại Omega ơi. Watch, đồng hồ cơ. Người đeo tay Omega, máy khử trùng trái cây thực phẩm Olivia. Một điểm nữa em cực thích khi mà mua hàng shop này đấy là được free ship và có thể kiểm tra mã ngoại quan, check hàng thoải mái trước khi trả tiền. Lần này họ đã có một sự đầu tư chỉn chu hơn, tức là họ đã có diễn xuất. Vậy thì hãy xem chị đấy như thế nào. Lần này là hổng lừa đao bởi vì trông nó không ầu xí đi. 213.000, 241.000, nhiều đấy. Trong 350.000 lần đầu tiên chúng tôi thấy có đến tận những trên 3 kiện hàng, 4 kiện hàng trên 200.000. Tổng cộng là mấy cái kiện hàng này là 800.000 rồi. Wow. Với kiện mỏng tele tele này, mức giá không được giới thiệu. 26.000 đi. 26 cục. 26k này. Ôi thằng Hoàng Tinh mắt thật, quả là người đi tìm những em gái lâu ngày. Chị Chi đoán mỏng tele tele với 26.000 này nó là gì? Chắc là son. Là son. Em đặt kiện công nghệ mà ta. Công nghệ gì, công nghệ son thế này. Mày có chắc nó là kiện công nghệ không? Có, nó ghi ở trên đấy là kiện hàng bom công nghệ 100%. Máy trợ thế. Wow, công nghệ quá ý bạn ơi. Ban đầu ta có một máy trợ thính. Bên trong này đi kèm với một chiếc máy trợ thính này là một cái sạc và một cái tip tai. Đây, nó sẽ như thế này đúng không? Nó sẽ móc vào tai. Đúng vậy. Như thế này. Chúng ta giống điệp viên 007 không? Có, giống lắm. Trợ thính nào? Nói đi, tao nghe xem rõ hơn không? Tăng lương em nhá. Mày gào to quá, tao còn chưa bật. Tao on nó lên đã. Có bật Power không? On, có. Ê, hey. Hey. Không nói gì nữa vậy. Thế là máy trợ thính à? Không, tao nghĩ là cái này là tai nghe Bluetooth. Made in China này. Made in China. Made in China. Made in China. Sao mày ngu thế hả con? Dạy bao nhiêu lô rồi nào? Xin mời chị Chi sẽ đọc công dụng của chiếc máy này. Sau lúc tôi kết nối Bluetooth. Tai nghe có thể connect với hai Bluetooth device. Device. Devices. Voice reported. Xem nào. The headphone can connect to Bluetooth devices. Very closely available when the calling is coming. For example, 100. Anh dịch nó luôn ra tiếng Việt được không? Report in case you miss. Tức là gì ạ? Anh đọc lại lần nữa bằng tiếng Việt được không? Khốn nạn. Cái IELTS của mày nó thấp lắm. Em là eo ôi chứ không ai eo đâu. Cái này nó gọi là cái tai nghe để cái tai nghe để nhận cuộc gọi phòng trường hợp khẩn cấp. Và nó được kết nối Bluetooth, nó là tai nghe Bluetooth đây. Có nghe được nhạc không? Đeo một tai rồi. Ánh trăng lạc lối chào phù hoa duyên hoa thần trà. Nghe như phút luôn. Nó có 26.000 thì em mong chờ cái gì? Hợp lý. Giá đồ công nghệ đầu tiên 26.000. Quý cô chị hãy ghi vào cho tôi. Đúng giá 26.000. Ok ạ. 32.000 đồng. Món đồ tiếp theo. Thế, cái gì đấy? Giống như dây giày. Dây giày hả? Dây giày hả? Thằng Hoàng này em bị mù rồi, đéo hay dây giày này. À, cái này là cái dây để mà các bạn là vòng qua ấy nhá, vòng qua cái cáp sạc nhá. Đấy, còn ở bên dưới này nó có một cái miếng để các bạn đi dây cáp sạc các thứ. Thì cái bọc quanh để chống đứt chống đố, đồng thời thì nó cũng là một phụ kiện để bạn có thể đeo một cách thời trang hơn. Ai lại đi mua cái dây này? Những cái đứa mà iPhone chính hãng ấy, xong bắt đầu nó không ấy. Em biết rồi, nhưng mà ý là ai lại mua cái màu nó lấp lánh thế này? Bọn con gái. Mày không hiểu đâu. Lấp lánh chưa? Ui, trông mày trông như kiểu là bà cô bán thịt ngoài chợ rồi. Trông không sang hơn à anh? Trông sang lắm. Bà cô đấy giàu lắm, bà cô đấy là người đầu tiên mà xây được nhà tầng ở trong xóm nhà tao. Sau này bà bán thịt xong rồi bà chuyển sang làm nghề làm đông y. Sản phẩm tiếp theo 24.700 đồng, im đi cô bán thịt. Chúng ta sẽ có... Cái bóng đúng không? À, một cái Any Bottle. Dịch ra là gì thưa Miss Kim Chi Bu? Bên trên này các bạn sẽ có một chiếc hộp. Và chiếc hộp này nó sẽ có 4 cái khay khác nhau. Trong mỗi chiếc khay của nó thì nó sẽ có là một cái van riêng. Đó, để các bạn có thể để. Cái này nó sẽ là skin cream này. Tức là cái sữa rửa mặt này. Sữa tắm này. Các thứ à? Shampoo này.
Tiện ha. Tiện ha. Công nghệ thế giới giờ phát triển thật. Ơ cái này là mày là con gái đấy chi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái này luôn đấy. Hãy cầm cái này về đi chú chim. Ăn đi du lịch đéo, mày ở đất Hạ Long rồi mày đi du lịch làm gì nữa? Người đất Hạ Long thì không được quyền đi du lịch sao? Thôi ghi vào, cái này đúng giá. Ok, kiện cuối cùng trong số kiện nhỏ. Nó là 65.000. 500. Nó là mũ lưỡi chai rồi. Cũng nghĩ thế. Nó là mũ cao bồi phong cách thời trang nam và nữ. It's good. Đẹp nha. Orlando, cái này mà kiểu là mấy ông đi câu cá mặc đội cái mũ này hợp lắm. Ui, mũ bò nha. Mũ lưỡi chai bò các bạn để xem. Trông mày như là chú bé bán vé số vậy. Ui, trông hip hop phết. Trông đẹp dai phết. Nào, dẩy đoạn. Mày có nhảy không đấy? Sao mày cứ nhảy Doraemon nữa vậy? Bạn thân ơi, nói lại đây. Baccarat. Anh học ngoại ngữ từ bao giờ vậy? Hôm nọ tao vừa học. Tiếng Nhật là McDonald's, nó sẽ là McDonald's. Thật mà. Mày ngu quá là Baccarat. Giống. Thấy chưa, tao học ngoại ngữ nhiều lắm. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn lại 4 kiện trên 200.000 đồng. Vậy 4 kiện này nó sẽ có ngoại hình như thế nào? Hãy chờ đợi sau ít phút. Bây giờ đến kiện màu vàng. 100% công nghệ cơ mà. Công nghệ nè. Nó không được 100% đâu nhá bạn nha. Nhưng mà đồ khá là vui và dùng được. Từ nãy giờ dùng được nhá. Kiện này có giá 104.000. Nhưng cái kiện này hay hơn mấy cái kiện Amazon Daily Mall. Hay hơn là cái chắc của Amazon Daily Mall như cái Amazon Daily Mall Baccarat. 104 này chúng ta sẽ có. Hả? Đĩa CD sao à? Lại có hai cái con bé giống hệt nhau này. Chất liệu nhựa cứng nhá. À cái này là trang trí bàn. Để đứng được vậy hả? Các bạn nhìn thấy trang trí trên bàn trông rất đẹp. Cái này là cái mà tắt điện đi là nó sẽ sáng lên đúng không? Kiểu nó hấp thu ánh sáng ấy. Là kiểu anh để kiểu nó ở bên ngoài ấy, xong đến cái lúc anh tắt điện đi thì nó sáng lên. Tiếp theo, đó chính là kiện 213.000. Và chúng tôi không hề biết trong kiện này nó là cái túi sách không. Tại nó bị rách rồi. Ủa, túi này hay nha. Cơm, đựng cơm hả? Cơm gì, túi đựng mẫm phỉ. Mỹ phẩm. Các chị em là đi nhìn này. Mở nhìn trông như kiểu là túi chuyên nghiệp của mấy ca sĩ diễn viên người mẫu ấy. Các bạn có thể để mỹ phẩm ở hai bên cái khe túi này này. Thế. Ui, cái này để được nhiều lắm. Đây, nhiều đồ ấy. Là để được cả cái này, không để được đâu. Để nằm ngang ra. À để nằm ngang. Ừ đấy. Xin lỗi các bạn vì cả hai đứa chúng tôi đều không có đứa nào là con gái chuyên nghiệp cả. Nên là chúng tôi không biết cách để. Ui, túi đựng mỹ phẩm này chất liệu tốt nha, chất da sờ bên ngoài khá ok nha. Da PU thôi nhưng mà rõ ràng là như thế này đã là rất tốt rồi. Mà nó cũng khá dày dặn ấy. Bên trong là họa tiết nâu da bò. Cái form nó đẹp lắm nhé, chẳng qua là kiểu nó bị dí trong cái thằng bom nên là nó không còn đẹp nữa. Hí? Thấy không? Mày có muốn dùng không? Em dùng làm gì nhỉ? À mày có mỹ phẩm dùng đéo. Mày chỉ biết đúng bôi son là hết cỡ của cái việc mày make up rồi chi bù bản. Đâu, ngày xưa em đi nhảy là em cũng make up dữ lắm. Make up là gì? Em bôi thêm cả kem chống nắng với lại kem nền. Chúng ta sẽ cùng đến với kiện tiếp theo. 253.000. Chắc là cái áo rồi. Nó lại bị lòi nữa rồi. 100% công nghệ gì thế này? Sơ mi nam ngắn tay in chữ G đầy màu sắc thời trang đường phố chất lượng cao giản dị. Đã là đầy màu sắc lại còn giản dị. Áo Gucci nha. Wow. Louis bag. Gucci bag Louis V. Với chỉ với 250.000 chúng ta đã có một chiếc áo Gucci đầy hình chữ G màu sắc nhưng mà lại giản dị. Wow. Ui. Được phết này. Ui. Chất liệu thổ lắm. Khoan. Mặc lên để cho mọi người thấy form nè. Mặc lên. Cứ để mày đấy. Này. 2, 3. Ui giời ơi, luôn đây đi lại còn ngại ngùng ra nhà vệ sinh nữa. Mày ra để đi ỉa đúng không? Mất cả cái chuyện đi ỉa rồi. Các bạn thấy không ạ? Xanh tí ngực ra. Dây chuyền đồ. Dây chuyền Nike. Áo Gucci. Wow. Kính Casio. Được.
Nhìn đẹp ra ha, nhưng mà cái vòng này nó hơi, cái vòng cổ này nó hơi nhỏ. Xịn, ừ hơi nhỏ. Vòng của mày nó phải to lên không? Mày phải đeo quả cùng vàng cho mày. Hay đeo cái này. Tớ định là tao tặng lại, tao phải di chuyển lại cho mày cái này. Ui. Trông giống như là đá lửa, cái phố không thiên thần. Đúng vậy. Sắc quá đi à? Đúng là cái món đồ nó quá hay ôi. Đúng là cái món đồ nó sẽ giá trị khi về đúng người. Đúng. Người đẹp vì lụa mà lụa không vì phân. Kiện cuối cùng với giá đắt nhất là 241.000. Quý cô chi đoán nó là gì ạ? Em nghĩ lại là một cái áo, là áo phao rồi đấy. Thế? Ồ. Nát tỉ. Bộ bọc dễ thương, đầu gậy đánh đánh con, đầu gậy đánh gôn, hình gỗ động vật dễ thương. À tức là à rồi. Đầu gậy đánh gôn thì nó sẽ có, nó bọc ở mấy cái đầu gậy đánh gôn cái này này. Tao không hiểu tại sao người ta lại vỏ bọc dễ thương. Konnichiwa, ni chan. Nói chung là cái này thì chắc là ngoài vỏ bọc đầu gậy đánh gôn thì bạn có thể bọc một vài thứ, ví dụ như là bọc tay, bọc chân ấm, làm đồ chơi cho con cũng được. Bạn nào có con thì nhớ comment nhé, like, share, clip, comment cho tôi giveaway sờ sướng phết. Và các bạn thân mến, đó là toàn bộ những kiện hàng bom của chúng tôi ngày hôm nay. Với mức giá 350.000 thì gần như là 90% là sử dụng được. Đúng. Và sử dụng ngon. Nhất là thằng Hoàng hôm nay là người lãi nhất khi đem về được cho mình một chiếc vòng cổ, một chiếc mũ và một chiếc áo. Chúng tôi sẽ giveaway cái túi trang điểm dành cho các bạn make up artist, cái shampoo này dành cho những bạn thật sự là bánh bèo và hay đi du lịch, cái này dành cho những đứa như thằng Hoàng, cái tai nghe nhận cuộc gọi khẩn cấp này, và cuối cùng là chú khỉ này cho những bạn có con. Và tỷ lệ 100% đồ công nghệ đã được confirm. Nó hẳn như là một món đồ công nghệ trên tổng số 8 món. Nếu mà các bạn đặt mua cái này để gacha cho nó vui thì tôi đảm bảo là nó khá là vui. Tôi đảm bảo nó khá là vui với kiện của tôi chứ. Còn kiện bạn tôi không biết, nhớ đâu người ta biết đây là Long Khoa Học đặt. Làm sao mà người ta biết được, em đặt bằng cái nick giấu tên luôn. Giấu tên? Cái nick, tên là gì? Tên là Kim Chim Bụi. Bí mật quá. Thì tôi cảm thấy nó khá là hay, ít ra nó còn có tâm, nó có nhiều cái đồ hay ho hơn là bọn Amazon Daily Mall. Đúng vậy. Và tôi nhận định là trên shop, à trên TikTok shop lần này chúng tôi mua với kiện 350.000 là có thể chơi được. Và nó đang hơi lừa dối khách hàng một chút bởi vì nó vít ép cái mà toàn đồ công nghệ nào là đồng hồ cơ. Đấy, như thế là không tốt đâu. Mình có gì mình nói đó, đó mới là sự thật. Và nói nếu mà muốn nói quá, quá lên một chút thôi. Đừng nói quá 100% như thế. Chứ như thế là hổng có ngoan. Ba cà rò. Nhớ follow kênh Long Khoa Học nhá. Phải follow tôi mới có động lực làm tiếp được. Like, share nữa. Nếu mà xem mà lười share quá thì thêm một nút like để cho chúng tôi có động lực làm tiếp. Chú chủ chu. Đúng. Bye bye. Cắt từ đoạn ở hiền lắm là được rồi. Anh hiền mà. Ngày xưa ấy, đáng nghe nếu mẹ tao không đặt tao Phạm Đức Long thì mẹ tao phải đặt tao là Phạm Đức Hiền đúng không? Phạm Hiền Hòa. Hiểu không? May là mẹ không đặt cái tên này, nghe nó ngang.